Nếu các bác chưa biết chọn cây gì để làm đẹp không gian nhà mình, hãy xem hết video này, có đầy đủ các loại cây cho bác lựa chọn. Em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết những cây đẹp, độc lạ và chỉ duy nhất một số giao lưu hiện trên màn hình các bác nhìn thấy. Đây là cây hồng giòn Nhật Bản. Cây này, quả này thì ăn được cả vỏ và ăn tươi luôn. Khi nó xanh mình vẫn ăn được. Còn đây là cam. Cam không hạt mất. Ngoài ra là còn cây hoa này, hoa mộc lan rất nhiều màu, thực sự là rực rỡ. Lựu đỏ, lựu đỏ Ấn Độ, vỏ đỏ, hạt đỏ nha các bác nhé. Em cung cấp đầy đủ các kích thước khác nhau, các bác cứ liên hệ số Zalo trên màn hình. Đây là Việt Quất Tứ Quý. Quất có nhiều tác dụng về sức khỏe. Đây chính là em. Và cây đây là cây trà, trà bạch nhé, trà bạch xếp. Tại sao gọi bạch xếp? Vì cái hoa nó xếp rất là gọn gàng, rất là đẹp. Cái cánh hoa rất là gọn gàng, xếp ngay ngắn từng cánh một, rất là đẹp. Có nhiều kích cỡ. Ngay sau lưng em là một cây trà khủng, trà bạch khủng, vành rất là to, cao trên 3 mét. Còn đây là cái cỡ trung. Em bán cây là như hình, như video và đảm bảo về mặt hoa, giao cây đúng như hiện tại, chứ không nói mà đằng là một nẻo. Và đây là trà nhiều màu. Trên cây trà có rất nhiều màu sắc khác nhau, nhiều màu hoa, hoàn toàn là tự nhiên, không cây nguyên bản, nhiều nụ, có 3-4 màu trên cây, thực tế là như chiếc cây em quay. Còn đây là hồng trà, cây rất là to, cây này thì hơi mắc một chút, to đẹp, nhiều nụ, tán được cắt rất là tròn. Đây là tường vi lục bình. Thực sự là rất phải kỳ công để tạo ra những cái bình tường vi như này, thân nó được liền xẻo với nhau, tạo thành một khối thống nhất, thân nọ nuôi thân kia rất an toàn. Và loại này thì mùa này thì nó đang rụng lá, mùa hè nhiều lá. Còn đây là mộc hương lục bình rất là thơm, nó rất là đẹp, độc và lạ. Lục bình mang hướng lộc, hướng tài, hướng lộc. Các bác nên liên hệ Zalo trên này. Đây là tùng lục bình, tùng là Hán ấy. Các bác nhìn rất là cầu kỳ, công phu tạo ra những cái lục bình như này. Cho nên là giá thành cũng hơi mắc một chút, nên là các bác cũng thông cảm. Đây là một loại trà mới, là trà mi tứ quý, cho hoa quanh năm, hoa rất là to, rất là dễ trồng, dễ sống. Hoa nó phải bằng gần găng tay, chỉ duy nhất một màu thôi, to và đẹp. Ngoài ra em có những cây công trình hay cây để sân vườn rất là đẹp. Ví dụ như đây là sen đất. Sen đất có cây to và cây giống luôn. Cây này về là trồng chỉ chờ ra hoa thôi, ra hoa ngay lập tức. Ngoài ra cây trong nước như là cây hoa lê. Về cây giống thì hoặc là cây to đủ các kích cỡ cho các lựa chọn. Tại video này nói là có đầy đủ tất cả các giống cây, các loại cây. Ngoài video này ra thì các bác cứ inbox Zalo, em sẽ tư vấn những cây mà bác đang săn tìm. Đây là mận Tây Bắc này. Đây là em quay vào lúc mùa hoa mận này, rất là đẹp. Hải đường đủ kích thước. Phong linh và rất nhiều các giống hoa độc lạ khác các bác lựa chọn, nên bác hãy
inbox Zalo cho em.